12 điểm vô cùng đặc biệt trên Volkswagen Teramon phiên bản Limited Edition. Đầu tiên, đây là phiên bản giới hạn kỷ niệm cột mốc 2.000 xe Volkswagen Teramon lăn bánh tại Việt Nam trong năm 2024. Ở phiên bản Limited Edition, phần ngoại thất vô cùng nổi bật nhờ mâm xe được thiết kế mới, hai màu tương phản vô cùng thể thao. Điểm nổi bật tiếp theo là chiếc xe này được trang bị bệ bước chỉnh điện và có đèn LED vô cùng nổi bật. Trên phiên bản Limited Edition đã được trang bị tính năng mở cốp rảnh tay, hands-free access. Phim cách nhiệt 3M cao cấp cũng được trang bị mặc định trên phiên bản này. Không gian nội thất với nhiều trang bị nổi bật. Đầu tiên là vô lăng thể thao A-Line. Tiếp đến là hệ thống âm thanh DIN Audio với 11 loa. Hệ thống âm thanh DIN Audio được cung cấp cho hãng Volkswagen là kết quả của quá trình nghiên cứu và thử nghiệm trong nhiều năm. Quá trình thẩm âm lên tới hàng ngàn giờ, chạy thử ở các điều kiện địa hình khác nhau, ở các tốc độ khác nhau và ở môi trường khác nhau. Kết quả là sự tương thích hoàn hảo về mặt cấu hình của hệ thống âm thanh. Do đó, khách hàng sở hữu Volkswagen Teramon phiên bản giới hạn sẽ được chìm đắm trong một không gian của nghệ thuật âm thanh sống động, chân thực và khơi gợi cảm xúc. Tiếp theo là trang bị sạc không dây cho điện thoại thông minh. Ở hàng ghế thứ hai sẽ được trang bị bàn đa năng cùng với khay đựng cốc. Và không thể không nhắc đến các tính năng và hệ thống hỗ trợ lái như hệ thống camera 360 độ, hệ thống cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi gie, hệ thống giữ phanh tự động Auto Hold. Và điều đặc biệt cuối cùng là Volkswagen Teramon phiên bản Limited Edition sẽ có mức giá niêm yết chỉ 2.138.000.000 đồng. Các bạn thấy phiên bản này như thế nào? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận và đừng quên follow kênh để cập nhật những thông tin mới nhất từ Volkswagen Việt Nam.